Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188. Em xin được nhắc lại là 0849 490 188. Hoặc cô chú anh chị có thể gọi điện theo số điện thoại liên lạc mà rất là quen thuộc mà trước đây cô chú anh chị em vẫn hay sử dụng, đó là 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 10 năm 2018 thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về một số loại mặt hàng lan rừng ạ. Hôm nay nhà em có một số cái phần cáo tuyển rất là xinh này. Ngoài ra thì có rất là nhiều hàng kg đặc sắc ạ. Và những cái loại lan rất là đáng sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Sau đây em xin được điểm qua và báo giá luôn chi tiết từng cái loại mặt hàng lan và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn nhé. Loại mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đó chính là Hoàng Thảo Hương Duyên ạ. Đây là Hoàng Thảo Hương Duyên, cô chú anh chị cùng quan sát giúp em ạ. Hàng mới khai thác ở rừng, rễ còn rất là ẩm đấy ạ. Đó. Hoàng Thảo Hương Duyên này thì em bán giá là 120.000 một kg nhé. Đây là lần đầu tiên em có được một cái lô hàng rất là ít Hoàng Thảo Hương Duyên về đấy ạ. Hàng cây cực kỳ là xanh đẹp. Và đây là cái dòng lan cũng rất là dễ trồng ạ. Rồi tiếp theo là kiều mỡ gà này. Kiều mỡ gà xanh mướt luôn ạ. Cô chú anh chị cùng quan sát giúp em ạ. Hàng toàn là thân hoa nhé. Đó, đây là cái thời điểm cô chú anh chị có thể ghép thích hợp cái dòng kiều mỡ này để đợi hoa xuân ạ. Kiều mỡ gà thì hàng này thì cô chú anh chị xem là hàng rất là nhiều thân lá và đặc biệt là không quá dài. Không quá dài nên là cô chú anh chị có thể dễ dàng ghép được những cái giò lan rất là đẹp đấy ạ. Em bán là 210.000 một kg nhé. Rồi tiếp theo bên này là Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc này. Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc giả hành cực kỳ là khỏe và rất là nhiều thân tơ ạ. Hàng hiện tại đã thắt hết ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Và Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc thì hoa cực kỳ là đẹp và hoa rất là lâu tàn luôn ạ. Đây, hàng đã được cắt tỉa rất là kỹ và rất là nhiều thân hoa bóng mượt như thế này. Đó. Hàng rất là đẹp này. Em bán là 220.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo là bạch nhạn này. Lô bạch nhạn về đấy ạ. Hàng bạch nhạn vừa về, hàng tươi roi rói luôn cô chú anh chị nhé. Và cây thì cái lô này về thì cây không to quá. Đấy, cây cũng vừa như này thôi ạ. Cây không to nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này thì em bán là 140.000 một kg ạ. Và Hoàng Thảo bạch nhạn thì có hoa màu trắng hồng ạ, điểm hồng. Màu trắng phớt hồng nhé cô chú anh chị nhé. Và có hương thơm dịu. Hoa khá là lâu tàn ạ. Và những cây này hoàng lá xếp nhìn rất là xinh này. Em bán là 140.000 một kg thôi. Rồi tiếp theo đây là hoàng nhạn này. Hoàng nhạn, những cái cây hoàng nhạn cực kỳ là xinh xắn luôn ạ. Đó, cô chú anh chị xem này. Hàng hoàng nhạn này thì được rất là nhiều cô chú anh chị chơi lan ưa thích cái dòng này. Bởi vì cái loại này thì hoa khi mà hoa nở ấy ạ, mùi hương cực kỳ là thơm. Đấy, mùi hương rất là thơm luôn ạ. Cái dòng hoàng nhạn thì cây nó cũng không to lắm đâu cô chú anh chị nhé. Tình trạng cây này, nó cũng chỉ có cây 2-3, cây 3 cặp lá như thế này này. Có cây lớn hơn thì nó có thể 4 cặp lá hoặc là 5 cặp lá. Tuy nhiên thì tình trạng cây như thế này rất là tươi. Em bán giá là 230.000 một kg thôi nhé. Ở những cái lô trước đây thì em vẫn bán với cái giá là 300.000 một kg. Đấy, hôm nay em cũng bán giá kỳ là ưu đãi là chỉ 230.000 một kg thôi ạ. Cô chú anh chị nào mà chưa có dòng hoàng nhạn thì có thể liên hệ đặt hàng ạ. Rồi tiếp theo là giáng hương đuôi cáo ạ. Hàng cực kỳ là tươi này. Hàng hôm nay em về có một ít này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Em bán là 150.000 một kg ạ. Đó. Hàng của em luôn luôn lúc nào em cũng bao là hàng là đóng gửi cho cô chú anh chị là chọn kỹ và hàng đã cắt tỉa sạch sẽ dễ như thế này và cây không gãy dập nhé. Đó. Và những cây này thì đảm bảo đã trưởng thành và cô chú anh chị về chăm thì sang mùa hoa tới sẽ cho hoa đấy ạ. Rồi tiếp theo là Hoàng Thảo Hương Vani này. Cô chú anh chị cùng xem cái lô hàng về.
Khá là đẹp đấy ạ. Hàng hiện tại thì vào mùa thu cũng là cái mùa rụng lá, cây hiện tại đã thắt ngọn và một số lá ở dưới gốc này đã rụng như thế này nhá. Đã rụng rồi ạ. Đây, cô chú anh chị xem này. Đó. Cây hiện tại thì đang bước vào mùa nghỉ mà. Nên là cô chú anh chị mua rằng thân thòng mùa này thì nó sẽ rất là lợi cân. Em bán giá là 200.000 một kg thôi ạ. Rồi tiếp theo, ở đây em còn có một ít cái hạc vĩ Lào này. Đây hạc vĩ Lào ạ. Đây hạc vĩ Bắc Lào nhé cô chú anh chị nhé. Có những cây dài tít tắp luôn. Và riêng dòng hạc vĩ thì hàng rất là dễ thuần và dễ trồng. Bây giờ thì nó đã thắt hết ngọn như thế này và rụng lá rồi nhé cô chú anh chị nhé. Nên là rất là lợi cân luôn ạ. Đó cô chú anh chị xem này. Đây là những thân hoa này. Hiện tại cái lá gốc của nó đã rụng này. Đó. Có một số cây thì đã rụng hết lá rồi cơ ạ. Đấy. Em bán là 180.000 một kg thôi nhá. Hàng không có nhiều ạ. Nhưng cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng này thì có thể liên hệ đặt hàng này. Rồi tiếp theo là giá hương đuôi sóc ạ. Cô chú anh chị xem ạ. Cái lô này về thì cây hàng giống và cây không to nhá, cô chú anh chị nhá. Nhưng mà toàn bộ đều là lá xếp này. Mặc dù cây không to khủng nhưng mà lá xếp và rất là nhiều cặp lá luôn đấy ạ. Cây cực kỳ là xinh này. Đó, cô chú anh chị quan sát kỹ cho em nhé. Cây không to nhưng mà hàng lá xếp rất là đẹp ạ. Đấy, em bán giá là 130.000 một kg ạ. Dáng hương đuôi sóc thì hoa, khi mà cho hoa thì giống với dáng hương đuôi cáo nhưng mà màu sắc của nó sẽ đậm hơn. Cái tiếp theo đây, hoàng thảo vạch đỏ này. Hoàng thảo vạch đỏ là cái loại lan được liệt với dòng loại lan hiếm ạ. Được rất là nhiều cô chú anh chị, những người chơi lan muốn săn tìm. Hiện tại thì hàng ngày một khan hiếm dần đi. Em bán giá là 150.000 một kg thôi nhé. Hàng xanh mướt rất là đẹp luôn ạ. Và hoàng thảo vạch đỏ thì cái hương cực kỳ là thơm ạ. Hôm trước thì em... Trong cái lô hàng về thì em có thấy một cái bông hoa lạc mùa. Mặc dù nó đã gần tàn rồi nhưng mà hương phải nói là cực kỳ là thơm luôn. Đấy, giá em bán có 150.000 thôi nhé. Rồi tiếp theo là hoàng thảo hoàng lạp ạ. Cô chú anh chị xem ạ. Hàng dề. Rất nhiều thân hoa, rất là đẹp như thế này. Em bán 130.000 một kg thôi nhá. Đây là cũng là cái dòng lan mà các bạn mới tập chơi có thể dễ dàng trồng được bởi vì nó rất là dễ trồng và dễ thuần đấy ạ. Và hoa chùm cũng rất là đẹp nhá. Tiếp theo, ở đây thì em có cái lô cẩm báo này. Là cây nhỏ này. Có những cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Có cây nhỏ và cây cũng vẫn còn có những cây đẹp nhé. Cẩm báo ở đây em bán giá là cái chỗ này. Em bán cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm giá là 150.000 một kg thôi. Ngửi thơm từ thân lá luôn ạ. Hoa rất là thơm nhé, dòng cẩm báo ạ. Em ở đây em có hai cái bó kiều vàng này. Hai bó kiều vàng này. Đấy, ngắn ngắn thôi nhé cô chú anh chị nhé. Em bán mỗi một bó này như thế này là 50.000 một bó này cho cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm ạ. Cái dòng kiều vàng thì cũng rất là dễ trồng và dễ thuần nhé. Em còn hai bó này thôi mà một bó như thế này cô chú anh chị có thể ghép được với giò vài giò lan rất là xinh đấy ạ. Có thể tập ghép những cái giò lan rất là xinh cho sân vườn của nhà mình đấy ạ. Tiếp theo đây là cái ý ngọc này, hoàng thảo ý ngọc. Hoa trắng tinh luôn ạ. Hàng hiện tại đã thắt hết ngọn rồi và rụng lá rồi, rụng hết lá như thế này rồi nên là rất là lợi cân nhá. Cả toàn bộ cái chỗ này chắc chỉ đến tầm khoảng 1 kg đổ lại thôi này. Đó, cái hàng cô chú anh chị có thể ghép được vài giò ý ngọc rất là đẹp luôn ạ. Em bán là 200.000 một kg cô chú anh chị nhá. Hàng rất là ít này. Rồi đây là cái loại lan mà được rất là nhiều cô chú anh chị muốn săn tìm đấy ạ. Dáng hương tam bảo sắc nhá. Rồi dáng hương tam bảo sắc ạ. Ở cái dòng lan này thì không phải như những cái loại lan tam dáng hương tam bảo sắc mà trước đây em vẫn hay bán. Cái loại lan này có điểm rất là đặc biệt đó là nó nở vào tháng 8 ạ. Dòng lan nở vào tháng 8 và với cái dòng lan dáng hương tam bảo sắc này, tam bảo sắc hoa vàng nhá. Nó nở vào tháng 8 thì là cái mùa mà rất là nhiều, rất là ít cái loại lan mà cho hoa. Đó, rất là ít loại lan cho hoa. Và cái dòng lan này thì rất là hiếm ạ. Không có nhiều trên thị trường đâu cô chú anh chị nhé.
Em bán giá là 200.000 một kg ạ. Đấy, cô chú anh chị, cái loại lan này thì về cái thân lá thì nó không xếp đẹp như là cái giáng hương tam bảo sắc tháng 4. Tuy nhiên thì nó có điểm độc đáo riêng, đó là nó nở vào tháng 8. Nở vào tháng 8, cái mùa rất là ít hoa, ít cái cây hoa lan nở. Đấy, cô chú anh chị cứ tưởng tượng là đến mùa tháng 8 rồi mà các loại lan rất là ít nở. Mà trong sân vườn của nhà mình có một cái giò giáng hương tam bảo sắc nở mà hoa thơm nức mũi luôn, thì điều là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời luôn đấy ạ. Thích mê luôn đấy ạ. Em bán là 200.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị quan sát kỹ giúp em mặt hàng ạ. Cô chú anh chị nào mà chưa có dòng này, muốn sưu tầm thêm cho bộ sưu tầm của nhà mình, một cái loại lan mà nó nở vào tháng 8 thì có thể liên hệ đặt hàng bên em này. Rồi tiếp theo đây, em có cái trầm tím ạ. Trầm tím Myanmar nhé, hàng rừng Myanmar nhé. Hoa tím đậm rất là đẹp luôn, bông hoa to ạ. Và hàng thì rất là đẹp nhé, nhiều thân tơ, mập rụt, rất là đẹp ạ. Ở đây thì cái lô hàng hôm nay thì xem nào, không có, nó không có những cái rề to quá đâu ạ. Cô chú anh chị lấy những hàng rề nhỏ nhỏ như thế này về ghép sẽ được rất là nhiều luôn ạ. 1 kg cô chú anh chị có thể được rất là nhiều rề nhé, có thể được rất là nhiều giò lan và rất là lợi cân luôn đấy ạ. Em bán là 900.000 một kg nhé cô chú anh chị nhé. Cái rề nhỏ nhưng mà rất là nhiều thân tơ, đó, thân tơ rất là mập luôn. Đấy, cô chú anh chị chỉ cần lấy khoảng tầm 2-3 lạng thôi thì cũng đã được những giò lan trầm tím rất là đẹp rồi. Tiếp theo đây là những cái hình giáng hương đuôi cáo này, giáng hương đuôi cáo ạ. Rồi giáng hương đuôi cáo hình số 1 đấy ạ. Cô chú anh chị xem giúp em 4 cây đuôi cáo lá xếp này. Có những cái cây lá tím rất là đẹp luôn đấy ạ. Cô chú anh chị xem này, cây rất là khỏe nhá. Em bán là 300.000 ạ. Hình số 1 300.000. Hình số 2 cũng có 3 cũng có 4 cây cáo lá xếp nhá. 4 cây cáo lá xếp V ạ. Cây thân lá tím rất là đẹp này. Cây này thân lá tím rất là đẹp này. Đó, có nhiều cây lá tím rất là đẹp. Cái hình này em bán giá là 280.000 ạ. Cho 4 cây cáo lá xếp mà có cây lá tím rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 3. Có 3 cây, 2 cây lá cáo lá xếp. Cũng có cây bản lá tím rất là đẹp này, có như đốm tím rất là đẹp nhá. Đấy ạ. Đó. Và một cây nhỏ lá xếp V nhưng mà thân đỏ rất là đẹp luôn ạ. Em bán cái hình này là 260.000 này, cái bản lá rất là to nhá. Rồi tiếp theo là hình số 4 này. Hình số 4 là một cái rề mẹ con xếp thẳng tắp luôn ạ. Đó, cô chú anh chị xem ạ. Cây mẹ vừa rồi, năm vừa rồi cho rất là nhiều vòi hoa đấy ạ. Vòi hoa dài tít tắp luôn. Hình này em bán là 280.000 nhá. Một mẹ và các con cũng xếp về rất là đẹp đấy ạ. Tiếp theo là hình số 5 này. Hình số 5 cũng là một rề. Cây lá xếp rất là khỏe cây. Có 3 ngọn to đẹp nhá. Rề này em bán là 290.000 này, một rề. Có các ngọn rất là đẹp và riêng hàng rề thì nó sẽ rất là khỏe ạ. Cô chú anh chị về trồng thì nó sẽ đỡ ít bị xuống lá nhá. Tiếp theo là hình số 6 này. Hình số 6 là 3 cây cáo rất là to đẹp ạ. Hình này 3 cây cáo xếp to đẹp này, em bán là 260.000 này. Rồi bên này em có một cái hình phi điệp tím duy nhất ạ. Đây ạ. 1 rề, 2 rề, 3, 4, 5. 5 thân khá là to mập này. 5 thân khá mập này. Và ngoài ra thì có 4 kiến nhỏ siêu này nữa. Hình này em bán là 400.000 thôi ạ. Em bán 400.000 thôi nhá. Hình số 7 là 400.000 ạ. Là hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng đấy ạ. Hàng dân Bắc rừng được có một tí tẹo này thôi. Rồi ngoài ra thì em còn có cái trầm tím bảng đấy ạ. Trầm tím bảng thân mập nù rất là đẹp luôn ạ. Mỗi một cái bảng trầm như thế này, cái hàng trầm mà đã trồng thuần bảng nhé, cô chú anh chị về chỉ việc treo lên thôi ạ. Hàng hiện tại anh đã đi vào thắt ngọn rồi đấy. Mỗi một bảng trầm như này nó từ 3 ngọn trở lên nhé. Thân mập ú ụ luôn này ạ. Em bán là 150.000 nhé. Đó, cho cô chú anh chị nào mà muốn, cô chú anh chị chỉ cần lấy hai cái bảng như thế này thôi, ghép lại thôi thì đã được một cái giò trầm rất là đẹp rồi đấy ạ. 300.000 hai bảng, cô chú anh chị được một cái giò trầm rất là đẹp rồi nhá. Và cái loại trầm này là trầm rừng mà người ta đã trồng thuần ở vườn, thân mập ú ụ luôn ạ. Cực kỳ là thích luôn này.
có những cây ạ. Hàng về cũng không nhiều. Rồi đây là các mặt hàng lan rừng hôm nay nhà em có, mong các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ ạ.